Ôi, anh em thấy mấy mắm mực ủy tí nhau đặc trưng của Sơn Dược Vlog chắc là không giòn đâu. Thôi xin em nói trời ơi mày không giòn nè Lộc ơi. Thôi mời Lộc nay về quê phân đi Hùng cả nhà ơi. Rồi chờ Hùng cắt miếng là cũng luôn nha. Hùng lên cái là cũng luôn. Trời ơi chắc không giòn đâu. Thử coi cả nhà, heo quay ăn không đã ngon rồi nhưng mà ăn với mắm mực thì thế nào? Anh tính độc lạ Bình Dương ăn tất cả mọi thứ với mắm mực đúng rồi này. Chính xác chép mọi thứ với mắm mực này, wow đây đưa đây em rồi ngửa ra cho ok đập đâu trời ơi vô ra ăn nhiều nó nhập mồm wow chia nó rồi mời cả nhà kênh Sơn Dược Vlog ăn thử đầu heo quay chấm mắm mực nha. Còn má không như Lập không có làm cho heo quay á không bị béo quá cân bằng lại là nước heo quay không thể lấn át được cái nước tốt của mắm mực này nha. Và cái độ mặn của mắm mực có thêm những cái loại mà hành rồi sả rồi tỏi của mà anh Toàn pha khiến cho hương vị của ăn này phải nói là good job heo quay nó ngon lên rất nhiều lần. Đó, nhiều đó là đủ rồi, chân nhiều lắm rồi. Đây, phát nữa nha. Rồi. Ngon lắm nha ơi. Ồ, da giòn. Cái này không được dứa được rồi. Wow. Hết sọt rồi. Giờ nha. Chị em nói rồi bạn ơi. Wow. Wow. Quá tuyệt vời. Em luôn hả? Chị làm nó. Đây. Wow. Wow. Quá tuyệt vời anh em ơi, quá uy tín luôn. Đây là đủ uy tín chưa? Mắm mực máy đỉnh.